pháp chính là để tìm ra chứng cứ, nắm bắt bố cục những điểm đáng ngờ. Pháp y giải mã bí mật, tìm ra manh mối từ thi thể đương sự. Tổ trọng án truy tìm hung thủ những vụ án giết người. Để vụ án không bị mất quan, lên tiếng thay người bị hại. Chẳng sợ bất cứ điều gì, rửa quan cho người bị quan. Tiếp bước phim kinh điển, khí thế càng mạnh mẽ, bằng chứng thép phần 4. Phát sóng lúc 19 giờ ngày 17 tháng 2, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Chỉ có trên SCTV 9.